Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi đi vào đất liền, áp thấp nhiệt đới lại đi ngược ra ngoài biển và tiếp tục tương tác với một áp thấp khác ở giữa Biển Đông. Đây là một hình thế thời tiết rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ở cả trên biển và cả trên đất liền. Hôm 16 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông. Trên vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp này di chuyển ra ngoài và tương tác với một áp thấp nhiệt đới khác. Càng di chuyển ra xa áp thấp, càng có xu hướng mạnh lên thành bão. Ảnh hưởng của áp thấp kèm theo mưa lớn từ nay đến ngày 5 tháng 9 tập trung ở Trung Bộ cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh. Trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, do áp thấp nhiệt đới là phía Bắc vĩ tuyến 13 độ vĩ Bắc. Các hướng gió liên tục thay đổi nên rất nguy hiểm với tàu thuyền ngư dân hoạt động trên biển.